Này này thấy em vui hơn hơn mọi bữa nha. Rồi nay xuống xe chưa? Còn gì nữa? Nó bị gì nữa? Kỳ vậy? Vậy nó chạy mấy em đây không hả em? Hôm qua em chế tay ga rồi luôn hả? Nổ máy cái đụng lên. Nổ ơi. Đây em nổ máy lên ga coi. Ủa có gắn bình đúng không? Hôm bữa thì cái tay ga nó kéo tới trước vậy nè, nó không có được lên cái ga lớn á. Giờ chế lại. Chế gì im hết chứ. Bình thì có sẵn trống rồi, giờ chỉ nổ máy thôi. Rồi. Tin buồn nữa đây. Hai miếng ron sao kỳ vậy ta? Em có lúc trước khi em tháo ra em có vấn đề không mà sao nó bị chảy chỗ này hoài vậy em? Tại nó chắc ron nhăn cứng quá sẽ không xét cái này phải dập nó mổ mới được. Tại nhăn xiết không gịch xuống nó bè đây. Chơi ron mổ mới được. Chà, chế này công phu dữ nghe anh Thắng ơi. Mày phải chấm bon vô thử cái chỗ nào nó im ống mình mới để được. Công nhận đẹp thiệt chứ. Mà chế sao uống mình không có đụng vô đây ha, ha bồ. Nghiên cứu hết đêm không bồ? Cười gì cười. Bồ không có siết lại để máu mình chảy bồ. Một phần nữa ngon lắm. Siết sao? Thấp dần chút nữa mới im anh. Tệ này nhỏ ra cục là thế gì? Đậu dày mới im chứ nó không đụng vô này nè. Xa mới im á. Không hợp vô cắt bớt à, chuyện không bình thường. Bình thường này mới bon mà. Giờ mới im hơn. Đâu anh, lên xe anh dợm á, lên xe anh dợm. Đụng nó dữ lắm. Đứng ở dưới. Đây là mình làm cái mỏng thôi. Mình thấy về là vừa đẹp. Sát quá thì nó cạ vô ống nè. Không im, thấy không? Rồi hả, muốn gắn thì cắt bên đây gắn rồi, hồi giờ nó lại. Làm theo yêu cầu của anh. Muốn gắn không? Ừ. Chém đây, cái bắp này anh nối ra 5 tấc. Ở đây dòm thì được nè, ở bên xe anh dòm thấy đó. Để xuống dưới liêm cái rồi mình lên mình gắn cái bô lại. Hôm qua là đây gõ cái quá trời khối. Quá trời, quanh quẩn có cái... Bù diêu không mà quần hấm đây. Đi đồng nghe, anh Thắng nên thôi được. Hả? Cái này á, theo anh nghiên cứu làm như cái mặt bằng của cái này có bị... Không phải, nó hồi lấy keo thì mình tri vô. Nó bè, nó xiết, nó chạy keo ra. Mới... À, rồi. Làm gì lên?
bơm này thì mình giữ lại, mình không có kiểm tra. Bây giờ mình thay ba cái cọng sim, một cọng sim bên đây với cọng sim đây, rồi cọng sim cổ này. Mấy cọng sim này cọng sim bự á, nó chạy nhớt thường. Tính về đây mình tháo ra mình kiểm tra hết luôn á. Thì anh Thắng anh lên thử xe, anh thấy cái này còn được thì mình chạy. Cọng sim này nó bự á, khi mà nó chảy nhất nhiều lắm. Cái thùng ở đây chứ em. Mỗi lần thay sim của bơm này phải xả nhớt 10 ra hết mới được. Nhớt còn nằm trong đây quá trời. Cho nó chảy rõ một chút hết đi. Hỗ trợ bà ơi. Lấy dây cột đây. Xe anh Danh thì chịu cái gào lại, còn xe của anh Ba thì anh phụ anh nâng cái cần lên. Vậy thấy vô rồi em ơi, nó dùng thế mới được. Đã dính nguyên cái cần rồi, cái bắp cái gào nó thì nó hơi chẹo. Xen gập lẹ quá. Làm này phải biết ý làm mới được, còn không biết ý gắn cái chiều cho vô nữa. Rồi vô rồi đó, vậy là vô rồi đó. Rồi vô rồi. Giờ mình gắn vô. Mình sửa xe phải có cái thời gian mới được, làm cái chút vậy đó, chứ mà rắp mình sửa không được đâu. Cũng nhờ anh Thắng anh ra anh rắp heo vô một cái. Hôm bữa mấy coi dầu tháo bỏ vậy luôn. Cái máy con động cơ ủi phà này thì nó bị trường hợp cái con heo của nó là cái chỗ này nè, là người ta châm nhớt máy mình, thì nhớt máy nó bị nhớt máy này nó qua dầu luôn, chạy vậy cũng nguy hiểm. Sẵn mình tháo ra cái mình thay phốt luôn mà nó cũng rẻ. Rồi mất tiêu con xin này. Chỗ này chỗ thâm nhất nè. Giờ lấy đồ ra mình vệ sinh để anh Thắng ra anh rắp. Mình thì cái này mình cũng không có rắp.
Có không Liêm? Đâu? Sự cố hả? Cái này đóng cửa hay gì? Đóng cửa. Chất lớn hả? Giả bộ hoài, ok. Cứng khừ luôn ta ơi. Ê, Liêm, mở rồi Liêm, mở rồi Liêm. Cái này giống làm bằng da bò quá Liêm. Cắt chỗ đó hay là chỗ khác Liêm? Cắt chỗ đó luôn hả? Cộng này tốt hơn cái ron giấy bình thường. Đúng rồi. Này mà chảy nữa thôi nghỉ luôn Liêm ơi. Nghỉ luôn hả? Vĩnh Phú anh Thắng. Ron này im không anh? Im. Ron này ron mớp mà, ron này mất tiền rồi kia. 170.000 đi. Mất tiền lắm, cho nên là nhu cầu nó mới làm, còn nếu không nhu cầu nó làm ron kia. Mà ron độ siết dữ quá nó bè ra luôn, nó dục luôn. Vậy là cái này em đừng có rớ vô nghe Liêm. Để anh siết cho, siết sau để dậy nha, để siết thêm nha. Đừng có thấy ở nhiều khi nó định dưới vài ngày em chạy cái nó bích ra em ơi. Không có định đâu, chứ cái con này không định đâu. Không định luôn hả? Mình siết vừa độ nó hả? Con này phía trên này khỏi tha keo cũng được. Không đi được. Khoan không đi nó sợ lắm rồi. Không ngắn như cầu rồng. Chủ yếu mới dưới sợ nó không trên nó không đồng với phía trên này lúc nào nó cũng bằng hết trơn á. Ừ. Và tháo keo vậy rồi muốn lần sau tháo ra nó hư luôn. Thì nó đáp lần này nó biết nào mà nó chạy nữa. Còn nếu mà em không tha keo á là em tháo ra lần sau em còn chạy được. Dập ron nó nói khỏi tha keo luôn cũng được. Ừ, để ron này ron mớp mà đâu còn tha keo. Dưới thôi, phía dưới thôi. Khúc này là khúc an toàn nè. Rồi bỏ bù lon lên. Bù lon đâu rồi? Bù lon. Cậu vô bù lon vậy sao được? Nhớ không? Nhớ không? Này tới ba người phụ Liêm đúng Liêm ơi. Rồi giao Liêm là dì gái vô hết đi dặn vừa tới để đó cho anh nha. Anh xí cho. Ngoài này dán keo thêm không anh? Keo dán này rồi. Keo có keo. Rồi. Cho nắp lại. Không nhận là nó hư luôn. Xuống trả cho Liêm mình xem. Ủa chút còn dán kia nữa. Dạ. Rồi chưa? Bỏ rồi. Ủa, dướng gì con? Này chết rồi, mình không bỏ cái nhông vô rồi. Rồi sao? Rồi thôi, lỡ gán luôn đi. Của anh ba cũng hoàn thành rồi, khẩu cơ pin nó xong rồi, chắc nay mai anh ba cũng rời bến rồi. Bữa cũng phát sinh thêm cái hai cái ác đó anh ở lại thêm bữa hai bữa nữa. Mới gá được heo vô rồi, còn cái công đoạn đúc cái này vô nó nè mà mình không biết làm, để anh Thắng ra anh làm giùm. Xong cái mình ráp ống ác rồi vô cho nó hoàn thành luôn.
cái nào làm được mình làm, mà còn cái này ráp bảy cái chạy không được, cái này phải thợ làm mới được thôi. Mấy cái này phải cái kỹ răng, cái răng dặn nó chèo con cái là nó hư luôn, dặn vai trước cho nó vô nó im cái. Có chậm nổ hay nhảy nổ không? Nổ cái thì chạy rồi. Dạ. Để em bốn rồi. Dạ. Để nó chậm nổ tôi kia nó sớm. Thấy là nó nhảy nổ lắm. Sớm một răng ha. Dạ. Sớm mạnh nó nhảy nổ. Gì nó cũng có hại cái loại nó anh ơi. Đâu có. Nó theo dầu thấy quả luôn. Quá thôi. Thôi thôi. Để tôi coi ngay coi dưới hả? Ờ. Coi vô coi cái này là sẵn. Mai trưa mai nó lùng quần mai động xả đi quá, xả đi chút hàng luôn. Chiến thắng bị lủng cái ống không nhớ nè, ống không nhớ nè, thay ron rồi ráp vô rồi cái ống này nó không bị lủng. Sáng giờ Liêm mua quần cái này không ngày nay hết Liêm. Thắng có đủ đồ hàng luôn anh Thắng? Đủ đồ chơi. Hiện đây nè, ống nhớt rồi, nó phải lên khói rồi. Nó đổ nóng luôn anh. Không lên nó nổ. Phải dặn nắp ra cho lên khói chứ đâu để kính hơi được. Này gặp không biết để kính hơi luôn có sao không anh? Tung mà. Tung không? Tung nóc à. Không tung đâu mà. Làm tăng ca tối hù luôn. Mới xong nè. Chúc nhờ Liêm nổ máy một cái kiểm tra một cái nữa. Cái bộ diều này là thay ba cọng ron, cọng ron thứ ba này người ta nói là ông bà có câu là nhất quá tâm, lần thứ ba là nó hết chảy. Mai luôn rồi còn buổi nữa đó. Cuộc sống làm kiếm đồng tiền nó phải dễ đâu. Mừng thôi thủi mình với này còn mừng. Rất là nhớ con chạy riết rồi mình giống như bị ám ảnh luôn ha. Ám ảnh luôn. Ám ảnh luôn. Thôi giờ nổ máy. Rồi, tối về cũng ngon đi em ơi. Rồi, về cũng nghỉ ngơi sớm đi em ơi. Tối rồi.